Một đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh quay cảnh ca sĩ Đạt G hành hung ca sĩ Du Uyên hiện đang được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cụ thể, theo hình ảnh trong đoạn clip ghi lại, ca sĩ Du Uyên đang ngồi ăn cơm cùng gia đình, bất ngờ bị Đạt G lao vào tấn công, liên tục dùng tay đánh và tát vào mặt, vào người. Lúc này, những người xung quanh vội can ngăn, nhưng Đạt G vẫn thể hiện sự hung hăng, muốn tiếp tục tấn công bạn gái. Đoạn clip hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc với hành vi của nam ca sĩ. Rất nhiều cư dân mạng chỉ trích Đạt G, cho biết dù có lý do là gì thì cũng không nên đánh người, đặc biệt là đánh phụ nữ mà lại còn là người yêu của mình như vậy. Cặp đôi Đạt G và Du Uyên đã chia tay được một thời gian. Thời điểm cả hai chia tay đã nảy sinh rất nhiều ồn ào, nam ca sĩ dính tin đồn hành hung nhắn tin đe dọa bạn gái. Chính Du Uyên cũng đã từng thừa nhận bị Đạt G hành hung, kể cả khi có người khác hoặc khi chỉ có hai người. Về phía Đạt G, anh từng giải thích, những tin nhắn mang tính chất đe dọa Du Uyên là do lúc đó anh chưa trưởng thành và còn chưa kiềm chế được cảm xúc. Hơn nữa, Đạt G cho rằng Du Uyên không xem gia đình mình ra gì nên anh mới bức xúc như vậy. Về việc bị tố xem thường gia đình bạn trai, Du Uyên cho biết, khi yêu nhau, cô biết gia đình Đạt G mang nợ, cả hai đã cùng cố gắng kiếm tiền để trả nợ, tuy nhiên vẫn chưa trả hết. Khi Du Uyên khuyên Đạt G tìm hiểu xem lý do vì sao gia đình anh càng ngày càng nợ nần, thì xảy ra việc Đạt G nói với bạn bè rằng Du Uyên coi thường, có thái độ không đúng với gia đình của anh. Hiện đoạn clip và thông tin Đạt G hành hung Du Uyên ngay trong bữa ăn trước mặt nhiều người vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.